Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Là một trong những nam nghệ sĩ có gu ăn mặc trẻ trung hiện đại nhưng rất dễ áp dụng. Bên cạnh giọng hát, Đức Phúc còn nhận được nhiều yêu thích từ phía khán giả với những bộ cánh street style cực chất. Hôm ngày 21 tháng 4, Đức Phúc đăng trên trang cá nhân hình ảnh được chụp tại siêu thị. Nam ca sĩ phối đồ trẻ trung với áo dáng rộng, dài sneaker to bản, túi hiệu. Tuy nhiên, bên cạnh những nhận xét về phong cách thời trang hay ngoại hình, một số khán giả thắc mắc về việc nam ca sĩ không đeo khẩu trang trong giai đoạn dịch bệnh. Nam ca sĩ ngay lập tức giải thích về việc này. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Nhiều khán giả đã để lại những câu hỏi khi thấy hình ảnh Đức Phúc đi siêu thị nhưng không bịt khẩu trang như: khẩu trang của anh đâu? Đi siêu thị mà khẩu trang đâu rồi? Sao Đức Phúc lại không đeo khẩu trang vậy? Đã có yêu cầu phải đeo khẩu trang khi ra ngoài rồi mà. Giải thích các thắc mắc của khán giả, Đức Phúc cho biết: 2-3 năm đổ lại đây, cứ ra đường là tôi đeo khẩu trang thành thói quen. Không phải bây giờ dịch mới đeo. Tôi chỉ bỏ ra một lúc để chụp hình. Lúc đó xung quanh tôi và khu vực đó cũng không có ai ngoài tôi và trợ lý, nên mọi người đừng lo nhé. Đức Phúc từ chối trả lời thêm về vấn đề này. Anh cho biết sự việc như đã giải thích trên trang cá nhân. Đức Phúc cho biết thời gian qua anh ở nhà học nấu ăn, tập thể dục, giọng ca hơn cả yêu, tập trung balance để cơ thể và số cân nặng vẫn giữ như mức anh mong muốn. Ngay lập tức rất nhiều bình luận từ phía khán giả dành lời khen cho anh chàng. Nhiều ý kiến còn cho rằng trông nam ca sĩ trẻ trung như em bé. Buổi sáng tôi vẫn kiểm tra mail công việc như bình thường. Tuy nhiên có một việc tôi làm nhiều hơn so với trước, đó là nấu ăn. Tôi tập và làm các món ăn mà trước đó bản thân muốn thử nhưng chưa có thời gian. Tôi tập kho thịt, kho cá. Đó là những món trước giờ tôi rất thích nhưng chưa bao giờ tự làm, anh cho biết. Tôi nghĩ việc ở nhà cũng là những giây phút ý nghĩa. Tôi có thời gian để làm được nhiều việc mà mình mong muốn mà trước đó chưa thể làm được. Đặc biệt với những người có công việc bận rộn như tôi, đây là cơ hội dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Bản thân cũng có thể nghỉ ngơi, sống chậm lại và chiêm nghiệm về nhiều thứ, Đức Phúc nhấn mạnh. Được khán giả biết đến khi trở thành quán quân The Voice giọng hát Việt 2015, Đức Phúc được giới chuyên môn đánh giá cao vì sở hữu giọng hát hay, ấn tượng. Tuy nhiên khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Đức Phúc gặp nhiều khó khăn khi sở hữu ngoại hình không nổi bật. Có thời gian ca sĩ sinh năm 1996 bị mất phương hướng khi sản phẩm âm nhạc không gây chú ý, ít show diễn và điều kiện kinh tế hạn hẹp. Năm 2017, Đức Phúc âm thầm thực hiện cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa nhiều bộ phận trên gương mặt. Sau khi trở lại, câu chuyện lột xác thành công của ca sĩ trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội trong một thời gian dài. Cũng nhờ việc có diện mạo mới ấn tượng hơn xưa, Đức Phúc trở nên đắt show hơn và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc lớn nhỏ cùng nhiều chương trình TV show. Thậm chí trong năm 2018, Đức Phúc còn có chuyến lưu diễn tại châu Âu và làm giám khảo của cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình. Trước đó vì gia cảnh không mấy khá giả nên sau khi đăng quang ngôi vị quán quân The Voice, Đức Phúc đã dành tiền thưởng để trả nợ cho cha mẹ. Sau 3 năm hoạt động showbiz, Đức Phúc đã hỗ trợ được bố mẹ, chu cấp tiền học cho em trai và là trụ cột chính trong gia đình. Nhờ thu nhập ổn định hơn xưa, Đức Phúc cũng đầu tư thực hiện những dự án âm nhạc chất lượng, được các fan yêu thích. Hiện tại ở độ tuổi 23, Đức Phúc đã có được vị trí nhất định trong showbiz và cuộc sống giàu có khiến nhiều bạn trẻ phải ao ước. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!